nghe nói em sắp lấy chồng rồi à? Làm ơn hãy dừng cái đám cưới đó lại đi, quay về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đâu. Micromen, đừng có ăn nói tầm bậy nữa. Chúng ta bây giờ chỉ là người yêu cũ. Ngày xưa anh đã ruồng bỏ tôi, khiến tôi đau khổ. Cũng may có Rochitman đã tới an ủi và tốt với tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm nên bây giờ thành hôn với anh ấy. TV Woman, anh cầu xin em đó. Nếu em không quay lại với anh sẽ phá cái đám cưới này. Thì ra các người ở đây, TV Woman, cô sắp đám cưới với tôi rồi, cô còn đi lén phén với trai à? Không, không, Rochitman, anh đừng hiểu lầm. Tình Micromen này, hắn ba lần bốn lượt cứ ép em ra đây, rồi nói em quay lại với hắn, nhưng em không chịu. Cái gì? Tình khổ kiếm kia, ngày xưa ngươi ruồng bỏ cô ấy để đi cặp với loài khác, bây giờ thấy cô ấy cưới được ta thì ngươi bắt đầu giành giật với ta. Đúng vậy, tình rồi Chatman khổ kiếm, tại vì vu mình là của ta, dù ta có bỏ rơi thì ngươi cũng không được phép giành mất cô ấy. Hôm nay ta sẽ quyết sống chết với ngươi một phen, ai giành chiến thắng thì sẽ được cô ấy. Chết tiệt, vậy thì có ai mạnh hơn ai? Đừng đánh nhau, dừng lại đi. Chết đi thằng khổ kiếm. Mày không được giành gái với tao. Không, Rochitman. Hả? Kẻ nào đang đến mà sao khóc lóc thảm thương quá vậy? Dạ, báo cáo chúa tể, là TV Woman. Ồ, không phải, cô ta đang chuẩn bị đám cưới với một thuộc hạ của ta, sao lại khóc lóc tới đây chứ? Xin chúa tể, úp rây tay thành Rochitman, hãy lấy lại công bằng cho tôi. Tình Micromen, hắn đã giết chết chồng của tôi. Cái quái quỷ gì thế này? Đứa con cháu của ta sắp lấy vợ, tại sao nó lại ra nông nổi như thế này? Người mau nói rõ hơn đi. Trước đây tôi có quen một tên Micromen, nhưng hắn chăn hoa, hắn đã bỏ rơi tôi. Rồi sau đó tôi gặp Rochitman, tức là chồng của mình. Chúng tôi yêu thương nhau nên quyết định có cầu xin ngài chuẩn bị đám cưới cho hai đứa. Thật không ngờ tình Micromen kia biết được chuyện này, hắn vô cùng ghen ăn tức ở, liền quay lại ép tôi ra gặp hắn. Rồi sau đó chồng của tôi thấy được chuyện này nên đã đánh nhau với hắn. Thật không ngờ hắn đã giết chết chồng tôi. Khốn kiếp, lại là thuộc hạ của tên tai tình Micro đó. Mẹ kiếp, lần trước đã xảy ra một chuyện kinh hoàng rồi, lần này hắn là quản lý thuộc hạ không nghiêm. Được rồi, thuộc hạ của ta nhanh chóng cùng ta ở lãnh địa của bọn chúng đòi lại công bằng. Làm ơn giúp đỡ ta. Ta không có ý giết chết tình Rochitman nữa đâu. Cậu chủ, cậu cứ yên tâm đi, cậu là huyết thống của tai tình Microphone, chúng tôi có liều mạng cũng phải bảo vệ được cậu. Nhưng hiện tại chúa tể tai tình của chúng ta đã đi vắng, chúng ta phải cấp tốc kêu ông ấy về mới được. Nhưng cha ta biết ông ấy đi đâu mà tìm chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Tai tình Microphone, người ở đâu rồi? Mau giao tin thuộc hạ chết tiệt đã giết con cháu ta ra đây. Bọn chúng tới rồi. Cậu chú, ngài cứ yên tâm núp ở trong này đi, để chúng tôi đối phó với bọn chúng. Đi thôi nào anh em. Cái gì? Các người nói tình tai tình Microphone không có ở đây à? Vậy được, vậy thì các người nhanh chóng giao tình khốn kiếp để giết con cháu của bọn ta ra đây. Nhanh lên, nếu không thì có trách loài Rochitman bọn ta tàn độc. Dừng lại đi. Thưa ức ray tai tình Rochitman vĩ đại, có lẽ đó là một sự hiểu lầm mà thôi. Cậu chủ nhà chúng tôi có đánh nhau với thuộc hạ của ngài, nhưng không may làm thuộc hạ của ngài bị thương. Tất cả là do TV Woman đã quyến rũ cả hai, làm ra cuộc nội chiến này. Chết tiệt, bây giờ các ngươi đổ tất cả tội lỗi lên đầu của TV Woman à? Bọn ta không nghe những lời xáo trá nữa đâu. Nhanh lên, bọn giao tình khốn kiếp ra đây, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Còn không thì các ngươi đừng trách bọn ta độc ác. Không được, cậu ta là đứa con duy nhất của tai tình Microphone bọn
cả mạng của các ngươi để đổi cho tên chết tiệt đó. Đâu, con cháu của ta, nghiền nát bọn chúng đi. Đúng là lũ ngu dốt. Được rồi, chúng ta quay về lãnh địa của mình thôi. Này, thuộc hạ của ta, ta đã quay trở về rồi. Các con hãy xem, ta đã nâng cấp cơ thể của mình rồi nè. Hả? Có chuyện gì đây? Này, này, thuộc hạ của ta, các ngươi bị sao vậy? Hả? Cha ơi, cuối cùng cha đã về rồi. xin cha, hãy lấy lại công bằng cho con và tất cả thuộc hạ của chúng ta. Hả? Tên nghịch tử này, ngươi ăn chơi lêu lỏng, rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì để đám thuộc hạ của ta thành ra thế này? Không, cha đừng hiểu lầm, con không có ăn chơi lêu lỏng đâu. Tất cả là do mụ TV vu mình. Mụ ta trước đây là người yêu cũ của con, nhưng mụ ta sắp lấy chồng lại dở chứng vô cùng lăng loàn dâm đảng, quyến rũ con. Nhưng thật không ngờ chồng mới của mụ ta là một tên Roger Man đã phát hiện rồi tấn công con, rồi con chỉ tự vệ. Thật không ngờ hắn ta lăn đùng ra chết. Người nói có thật không? Thật mà, con là con của cha, sao cha không tin con chứ? Rồi sau đó mụ TV Woman đổ tất cả tội lỗi lên đầu của con, nói với Titan Roger Man. Thế là hắn ta đã cùng thuộc hạ kéo tới đây dẫm nát tất cả người của chúng ta. Mẹ kia, ta sẽ không để yên chuyện này. Ta phải đòi lại công bằng cho thuộc hạ của ta. Cô kia, Titan Roger Man, người ở đâu? Mau ra đây. Hay quá, cuối cùng mình đã thoát chết và trở thành người bị hại rồi. Ồ, hồi trước có kẻ nào tới thì phải hả? Giờ tay tay microphone. Mẹ kiếp, cái lũ đồ chết men canh gác, các ngươi gọi chúa tể của các ngươi ra đây. Tay tay mấy chiêu, người ở đâu? Mau ra nói chuyện trắng đen với ta. Nếu không đừng trách ta, ta sẽ tàn sát hết tất cả thần dân của ngươi. Mau đi gọi chúa tể của chúng ta. Chúa tể ơi, là tên Titan Microphone tới quậy lãnh địa của chúng ta kìa. Tao nghe thấy rồi. Này, tên chết tiệt Titan Microphone, người thật là khốn nạn. Người bao che cho đứa con của mình làm chuyện xăm bậy. Người có biết nó đã gây ra tai họa gì hay không? Ta thừa biết chứ. Con của ta bị oan ức, tất cả đều cho tên TV vu mình để dụ dỗ nó. Rồi tên thuộc hạ của người ngu ngốc tấn công nó. Nó chỉ tự vệ mà thôi. Mẹ kiếp, cấm mồm cho ta. Người không phân rõ trắng đen, lại đi nghe theo lời của tên con của ngươi, một tên bẩn thỉu như thế. Bây giờ không biết lỗi mà còn tới đây định báo thù à? Thì được, ta sẽ không nói chuyện trắng đen với ngươi nữa. Ngươi thích đâu thì ta sẽ chiều ngươi. Ta sẽ tiễn ngươi chết chung với lũ thuộc hạ của mình luôn. Cái gì chứ? Vậy được. Được, hôm nay ta sẽ chúc hết ấm ức bấy lâu nay mà ta đã thù ghét lời của các ngươi. Kể cả chuyện năm xưa, bây giờ giải quyết một thể luôn đi. Cái gì? Ngươi còn dám nhắc lại chuyện năm xưa hay sao? Chính ngươi và những tên đồng bọn của ngươi đã âm mưu phản bội bọn ta, bị bọn ta phát hiện và đánh bại lũ các ngươi. Đáng lẽ lũ các ngươi đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng Úc Ray Titan Speed Command nhân từ đã xin tha mạng cho các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết quý trọng. Bây giờ ngươi lại tới đây đòi công bằng muốn giết ta hả? Thì ra tiếng chấn động vang cả khu rừng là do hai tên khốn kiếp này đang đánh nhau. Mau dừng lại đi, Úp Ray Roger Man và Úp Ray Microphone. Mẹ kia, tao có chết, tao cũng kéo mày theo. Chết tiệt, mau dừng lại. Rồi, mẹ kia, mày thích chết, tao cho mày chết. Kẻ nào dám tấn công lên ta, ta sẽ cho ngươi chết chung với thứ khốn kiếp đó luôn. Dạ. Chết tiệt, là tôi đây, Úp Ray Titan Smith Command đi. Bình tĩnh lại nào, Titan Roger Man. Chết tiệt, thì ra là cậu à. Mau giúp tôi giết chết Titan Microphone đi. Khốn kiếp, khốn kiếp.